Tin Vatican, Đức Hồng Y Agnes Simoni quả quyết trừ quỷ từ xa bằng điện thoại di động cũng có hiệu quả như thường. Khóa học và hội nghị về trừ tà tại Vatican diễn ra từ ngày 16 đến 21 tháng 4 năm 2018 đã thu hút sự chú ý của các phương tiện truyền thông công giáo rất nhiều. Buổi chiều ngày thứ hai 16 tháng 4, cử tọa đã nghe một bài thuyết trình rất sôi nội của Đức Hồng Y Ernest Simoni là Tổng giám mục Schroederpunt, Albania. Đức Hồng Y Ernest Simoni cho biết, trong bối cảnh giáo hội Albania thiếu linh mục trầm trọng, các linh mục trong tổng giáo phận của Ngài phải trừ quỷ qua điện thoại cầm tay. Trước các nhu cầu ngày càng gia tăng, Ngài nói, có những linh mục trong tổng giáo phận của tôi đang thực hiện phép trừ quỷ qua điện thoại di động của họ. Tạ ơn Chúa, dù làm từ xa như thế, vẫn có hiệu quả như thường. Đức Hồng Y Ernest Simoni cho biết thêm, Trong các trường hợp không thể đến tận nơi, các linh mục đã đọc các lời nguyện giải phóng là một phần của nghi lễ trừ tà qua điện thoại di động. Giáo sư Giuseppe Peria cũng xác nhận tính hiệu quả của các lời cầu nguyện trừ tà qua điện thoại di động. Ông nói, các linh mục cầu nguyện với mọi người qua điện thoại để trấn tĩnh họ. Một số nhà trừ quỷ nói rằng điều này vẫn có hiệu quả. Làm như thế có chính thống không? Có đúng hay không thì tôi không biết. Tuy nhiên, giáo sư Giuseppe Pori khích lệ các linh mục, nếu có thể được thì nên đến tận nơi và chỉ trừ tà qua điện thoại di động trong trường hợp bất khả kháng, không thể đến được. Ông giải thích, những người bị quỷ ám thường có những hành vi bạo lực đối với những người xung quanh và những hành vi này phải được ngăn chặn trong quá trình trừ quỷ. Nếu bạn không có ở đó, bạn khó có thể khống chế các khía cạnh thể lý. Có khoảng 250 linh mục đến từ 50 quốc gia đang tham dự hội nghị năm nay tại trường đại học nữ vương các thánh tông đồ ở Roma. Các giám mục từ khắp nơi trên thế giới cũng báo cáo về sự gia tăng nhu cầu trừ quỷ. Khóa học về trừ quỷ bắt đầu vào năm 2004 và kể từ đó, số linh mục tham dự mỗi năm đã tăng hơn gấp đôi. Đầu năm nay, một linh mục người Ái Nhĩ Lan đại cha Park Collins cho biết các yêu cầu về trừ quỷ đã tăng lên một cách lũy tiến và cho biết các nhà lãnh đạo giáo hội tỏ ra lúng túng trước tình trạng này. Trong chương cuối cùng của Tông Huấn nói về sự nên thánh, mừng rỡ hân hoan, Gaudete Ex suntate, Đức Giáo hoàng cũng đã nhắc đến ma quỷ nhiều lần và khẳng định rằng đó không phải là chuyện thần thoại và các Kitô hữu cần phải có tinh thần chiến đấu liên tục chống lại ma quỷ.